Xin được mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Bác sĩ ơi tại sao được phát sóng vào lúc 16:30 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Heavy Ho đã đồng hành cùng với chương trình. Thưa quý vị, cổ họng là một cơ quan hô hấp rất là quan trọng và sẽ dễ bị tổn thương khi thời tiết thay đổi, ô nhiễm môi trường hoặc là do cơ thể bị nhiễm vi khuẩn, virus v.v. Và lúc này khi cổ họng tổn thương sẽ xuất hiện những triệu chứng như là đau, rát và bắt đầu có tiết dịch có đờm. Và khi cơ thể gặp phải tình trạng này thì sẽ tự sản sinh ra một cái phản xạ, đó là ho, để tống đờm ra khỏi cổ họng và làm sạch phổi, loại bỏ những dịch tiết ra khỏi đường hô hấp. Vậy làm thế nào để có thể giảm được những cái triệu chứng như là đau rát cổ họng rồi ho có đờm mà không cần phải dùng đến kháng sinh? Đây là điều mà rất nhiều người quan tâm. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với thạc sĩ bác sĩ Lê Trung Nam, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh để tìm ra câu trả lời nhé. Xin được kính chào bác sĩ ạ. Xin chào MC Thanh Phương, xin chào quý vị khán giả. Cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham dự chương trình. Còn bây giờ Thanh Phương xin được kính mời bác sĩ và mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện tiểu phẩm sau. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con... Thôi, ba đừng hát nữa. Ba biết rồi. Nè, hôm nay con làm sao vậy? Con bị đau họng quá ba ơi. Đau nữa hả? Chờ ba chút xíu nha. Đây, để ba xức dầu cho. Con không xức dầu đâu. Nghe lời ba đi, con phải xức dầu, nó mới hết đau được. Nè, thôi được rồi, ba xức lỗ mũi cho con. Nè, hết giờ. Cay quá. Ba xin lỗi. Không, này, này. Thôi ba xin lỗi. Cái gì mà khóc vậy? Trời ơi, em về em ho cái lây luôn cho anh nè. Sao mà bôi dầu gì mà nồng nặc quá vậy? Con bị đau họng, giờ anh xức dầu cho con nè. Thôi uống thuốc đi nè, hai cha con. Của anh nè. Rồi bịch này của con nè, đó hai cha con uống thuốc đi. Không uống thuốc đâu, thuốc đắng lắm. Thôi được rồi. Mẹ làm thuốc ngọt ngọt cho uống cho dễ. Thôi đi vô đây mẹ làm thuốc cho. Uống nè. Cái gì mà thuốc thấy ghê vậy? Gia đình em không hiểu sao, hết em ho, vợ em ho. Uống thuốc cứ như là trừ cơm vậy. Ho rồi cứ đi ra tiệm thuốc tây mua kháng sinh về uống vậy đó hả? Trời ơi, tụi bay uống vậy là nó lờn thuốc đó nghe. Trời ơi chị, lờn thuốc thì mình mua thuốc nặng hơn, mạnh hơn mình uống vô, uống cho nào hết ho thì thôi. Trời ơi, nói vậy đâu có được. Thiệt tình. Đó. Chị Phụng qua chơi nè. Nhà em đường hô hấp ai cũng yếu hết, cứ trái gió trở trời á là cả nhà ho, ho tới rất người luôn. Phải uống thuốc mới hết chứ không uống sao hết được chị. Em là dạy học mà rồi ho vậy rồi sao? Em là do tính chất nghề nghiệp. Thì khi mình viết phấn rồi đó hả? Rồi mình cứ giảng bài mà mình nói suốt nói hoài. Mà cái tính em lại thích nó nhiều đó. Còn em là bị viêm amidam. Hai vợ chồng bị vậy rồi còn bé Thảo làm sao nữa? Bé Thảo thì bị viêm họng. Thế mỗi lần mà trời lạnh trái gió trở trời một cái là bắt đầu là ho khan. Xong rồi sau đó là có đờm. Hôm qua tao nghe gia đình bị ho quá trời quá đất nè, tao đi qua thăm nè. Mà nói nghe lại nè, phải nhờ bác sĩ tư vấn em. Ho mà có đàm nè, rồi đau rát họng nè, nhờ tôi bác sĩ tư vấn người ta chỉ mình cách điều trị an toàn và hiệu quả. Nghe bác sĩ tư vấn cho tôi đi hai vợ chồng. Thưa bác sĩ, trong tiểu phẩm vừa rồi thì các nhân vật bị ho, có đàm, đau rát cổ họng và cho rằng là chắc là mình bị viêm họng nè, viêm amidan hoặc là viêm thanh quản. Vậy thì thưa bác sĩ, đau rát cổ họng rồi ho có đờm nó còn là biểu hiện của những bệnh nào nữa ạ? Như chúng ta biết thì hệ hô hấp của chúng ta là nơi giúp chúng ta trao đổi oxy với bên ngoài. Trong cuộc đời của mỗi người chúng ta thường hơn một lần mắc các bệnh lý về đường hô hấp. Chúng ta có thể liệt kê ra một số các bệnh lý đường hô hấp có thể gây nên các cái triệu chứng như là ho, đàm, đau rát họng. Một trong những cái bệnh lý thường gặp nhất có thể là thứ nhất đó là bệnh lý về viêm họng. Trong cái bệnh lý viêm họng thì nó sẽ có một cái hiện tượng đó làm tổn thương các cái niêm mạc vùng họng. Các cái niêm mạc của họng nó bị tổn thương là do nhiều các yếu tố, hàng đầu đó là các virus, các cái vi khuẩn hoặc là các cái khói bụi bẩn hoặc là các cái yếu tố ngoại lai, chẳng hạn như các cái hóa chất độc hại vân vân. Ngoài ra một số cái bệnh lý nền tảng trong cơ thể cũng có thể gây nên viêm họng. Chẳng hạn một số người mắc sẵn các cái bệnh lý như là viêm xoang nè, hoặc là trào ngược các dạ dày tá tràng thì nó cũng gây nên cái tình trạng viêm họng. Một số các cái biểu hiện điển hình của cái bệnh lý viêm họng đó là thứ nhất là đau rát họng, thứ hai đó là cái triệu chứng ho có đàm hoặc là không có đàm. Bệnh nhân cảm thấy nuốt rất là khó, nuốt vướng, nhưng có thể khàn tiếng. Ngoài cái viêm họng ra, một cái bệnh lý khác cũng rất thường gây nên cái triệu chứng đau họng, ho có đờm, đó là cái bệnh lý viêm amidan. Hầu như cái viêm họng với amidan thường đi chung với nhau. Các cái triệu chứng của amidan thì nó cũng gần giống như viêm họng, là bệnh nhân có cảm giác là đau rát họng, ho đàm nhớ. Ở trẻ em thì mình có thể gặp thêm triệu chứng là buồn nôn và nôn. Thì ngoài các cái bệnh lý như là viêm amidan hay viêm họng thì một số cái bệnh lý như là viêm thanh quản nè, ung thư vòm họng nè,
nó cũng gây nên những cái triệu chứng như là ho, có đàm nhớt và đau rát họng. Và thưa bác sĩ, tại sao những cái bệnh viêm đường hô hấp trên thì thường lại có những cái biểu hiện như là ho, có đờm rồi đau rát cổ họng thế ạ? Thì đối với cái hệ hô hấp của chúng ta ở tình trạng bình thường đi nữa chăng nữa thì nó luôn vẫn có một cái lớp đờm nhớt ở trên đó. Thì cái chất đờm nhớt đó nó có tác dụng đó là giữ ra các loại vi khuẩn và virus. Sau một thời gian thì các cái chất nhờn đó nó giữ các cái virus vi khuẩn, các cái bụi bẩn đó, thì cơ thể mình nó sẽ thanh lọc và thải ra ngoài. Khi mà cơ thể mình xuất hiện các trạng thái bệnh lý, nghĩa là các cái bệnh lý đường hô hấp chúng ta nó bị viêm nhiễm, thì khi đó nó xảy ra một cái phản ứng viêm và nó sẽ kích thích tiết ra cái chất nhầy nhiều hơn nữa. Khi mà cái đàm nhớt nó quá nhiều đi thì sẽ làm cho hệ hô hấp chúng ta nó cản trở lưu thông và oxy trong cơ thể nó không có dung nạp từ bên ngoài được và cơ thể mình nó phản ứng lại bằng cách là nó tạo ra một cái phản xạ ho để nó tống cái lượng đàm nhớt đó. Đó là lý do tại sao mà khi mà mình bị nhiễm các cái bệnh lý viêm nhiễm đường hô hấp là mình hay có ho và có đàm. Và thưa bác sĩ, nếu như mà hậu quả mà chúng ta cứ để cho việc là bị ho, có đàm rồi đau rát cổ họng kéo dài như thế thì nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không ạ? Hậu quả của nó thì rất là nguy hiểm. Chẳng hạn như nếu mình bị viêm amidan hoặc là viêm họng, mình điều trị muộn thì nó xảy ra một số cái biến chứng tại chỗ, hình thành những cái ổ áp xe, đó là những cái ổ vi trùng. Thì khi mà xuất hiện áp xe chứng tỏ là tình trạng nhiễm trùng rất là nặng rồi đó. Đặc biệt là nếu gặp ở trẻ em thì rất là nguy hiểm. Khi mà cái vết nhiễm trùng nó sẽ lan sang các nơi xung quanh, mình sẽ bị viêm xoang, mình sẽ bị viêm tay giữa, hoặc là mình sẽ bị sang cái biến chứng khác là viêm thanh quản đó, vân vân. Khi amidan mình nó sưng quá to thì nó sẽ làm cản trở cái sự hô hấp, thậm chí nó xuất hiện cái triệu chứng đó là ngưng thở lúc ngủ. Rất là nguy hiểm, đặc biệt là trẻ em. Cái con vi khuẩn mà nó gây viêm họng á, thường là con vi khuẩn liên cầu khuẩn. Khi mà nó xâm nhập vào cơ thể, nếu mình điều trị không tốt, cơ thể mình sẽ tạo ra kháng thể. Thì thông thường là kháng thể để chống vi khuẩn là bảo vệ cơ thể. Tuy nhiên vì một lý do nào đó cái kháng thể này tự đánh mình, nó đánh vào trong cái tim của mình thì mình sẽ bị thấp tim. Nó đánh vào trong khớp thì mình sẽ bị thấp khớp. Vì vậy một số cái trường hợp là sau khi bị viêm họng xong thì người ta chuyển sang các bệnh lý kèm theo là thấp khớp và thấp tim. Vậy để mình điều trị được những cái triệu chứng như là ho, đau rát cổ họng rồi ho, có đàm như vậy thì chúng ta cần phải làm gì ạ? Trong điều trị viêm họng và viêm amidan thì người ta thường điều trị theo cái nguyên nhân. Chẳng hạn nếu cái nguyên nhân của nó là vi khuẩn thì người ta sử dụng các loại thuốc kháng sinh để diệt cái loại vi khuẩn đó. Đồng thời người ta sử dụng một số loại thuốc hỗ trợ để điều trị cái triệu chứng. Người ta có sốt nè, người ta có đau họng thì người ta sử dụng cái paracetamol để mình hạ sốt, mình giảm đau, hoặc là dùng ibuprofen cũng được. Hoặc là tăng tiết đàm nhớt nhiều quá thì người ta sử dụng các loại thuốc kháng histamine để làm giảm cái triệu chứng đó đi. Ngoài ra người ta còn dùng thêm các loại trái cây hoặc là các loại thuốc bổ sung cái vitamin, đặc biệt là vitamin C để tăng cường cái hệ miễn dịch. Còn nếu như mà tác nhân của mình là do virus, đây là cái tác nhân thường gặp nhất gây nên tình trạng viêm họng cấp. Do virus thì người ta không cần dùng bất cứ một loại kháng sinh nào. Thành ra với nhà thuốc là cho dù có virus hay vi khuẩn là người ta vẫn cho kháng sinh hết. Mà như vậy thì vô tình nó sẽ gây nên tình trạng là kháng thuốc. Nếu mà sau này mình thật sự mình nhiễm vi khuẩn mà mình dùng kháng sinh nó không còn hiệu quả nữa thì trong điều trị virus thì người ta không cần phải dùng thuốc kháng virus hay kháng sinh. Đối với viêm họng thì ở nhà mình có thể mình uống nước ấm. Cái lượng nước ấm nó sẽ làm cho loãng cái đàm, cái họng mình sẽ dịu được, mình sẽ bớt cái cơn ho. Mình xúc nước muối hàng ngày. Khi mình viêm họng dĩ nhiên là không nên ăn đồ dầu chiên xào. Ngoài ra thì trước đây người ta sử dụng y học hiện đại thì ngày nay cùng với sự phát triển của y học cổ truyền, người ta còn phối hợp thêm các loại thảo dược hỗ trợ điều trị các cái bệnh lý về hô hấp rất là tốt. Điển hình như gần đây thì các nhà khoa học của Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam đã tìm ra cái được cái hoạt chất S3-Elebozin. Cái hoạt chất S3-Elebozin này nó được chiết xuất từ cái cây sâm đại hành. Nó được đăng ký cái bằng sáng chế độc quyền nhờ cái tính kháng viêm trên cái hệ hô hấp. Nó có tác dụng là hỗ trợ điều trị cái tình trạng là ho đàm và đau rát họng rất là tốt. Khi mà vào cơ thể thì nó tạo ra cái phản ứng là ức chế cái phản ứng viêm thì nó giảm được tiết đàm nhớt thì thứ đó người ta sẽ giảm ho và giảm cái đau rát. Ngoài ra nó còn có khả năng tái tạo được, phục hồi được cái niêm mạc của cái họng. Thì chính vì như vậy thì nó sẽ làm ngăn ngừa tái phát những cái viêm họng mãn tính kéo dài, ngăn ngừa được cái triệu chứng ho đàm hoặc là đau rát họng tái phát. Ngoài ra người ta có thể kết hợp các loại thảo dược khác trong y học cổ truyền như là xạ can nè, là xuyên bố mẫu nè. Đây là những cái thảo dược nó giúp chúng ta hỗ trợ điều trị các cái triệu chứng đau rát họng là giảm ho đờm rất là tốt. Thì mình nói tóm lại, khi mình kết hợp được các loại thảo dược như là xạ can nè, xuyên bố mẫu nè, cái hoạt chất chiết xuất từ S3-Elebozin từ cái sâm đạo hành thì mình sẽ tạo nên một cái hỗn hợp nó có thể hỗ trợ điều trị rất tốt trong nhiều các cái bệnh lý đường hô hấp, chẳng hạn như là cái bệnh lý về viêm họng nè, viêm amidan nè, viêm thanh quản nè, hoặc là những người mà có những triệu chứng là ho đàm, đau rát họng hoặc là khàn tiếng một hơi đó, vân vân. Lưu ý giúp điều trị ho đờm, đau rát cổ họng hiệu quả. Ngay khi xuất hiện tình trạng ho, ho có đờm nên thăm khám bác sĩ để điều trị sớm. Không tùy ý mua và sử dụng thuốc hoặc kháng sinh. Hạn chế đồ ăn dầu mỡ, cay nóng, rượu bia và thuốc lá. Nên uống nước ấm, súc miệng bằng nước muối và bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng để tăng sức đề kháng. Dùng các sản phẩm chiết xuất từ thảo dược giúp kháng viêm, giảm nhanh các triệu chứng ho, đờm, đầu rát họng và hạn chế tái phát bệnh. Quý vị thân mến, và sau khi lắng nghe phần tư vấn của bác sĩ, tin rằng các nhân vật của chúng ta đã biết cách giải quyết vấn đề ra sao. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với câu chuyện tiểu phẩm nhé.
Trời ơi. Bác sĩ nói cái giờ em sáng não luôn á chồng. Trời ơi, gì? Thấy hơi ho ho xíu thì ra tiệm thuốc tây rồi mua những cái thuốc kháng sinh về uống. Rồi thấy đỡ đỡ, rồi lại lướt qua, rồi sau này bị lại tiếp tục mua kháng sinh. Đó. Cứ vòng lẫn quẩn vậy hoài à. Hai người mình uống không đúng cách. Uống không đúng liều lượng, cứ kéo dai dẳng hoài không nè, hết. Nhưng mà không phải là hai vợ chồng em là sai lầm em, mà nhiều người cũng sai lầm vậy. Ho nè, ho có đàm nè ha, đau rát cổ họng á, không trị liền để lâu á sẽ thành bệnh viêm mãn tính. Trời ơi, nó dai dẳng, nó khó trị lắm, hiểu chưa? Phải đi khám bác sĩ, người ta có phác đồ cho mình điều trị, hiểu chưa? Hồi nãy có nghe bác sĩ chia sẻ không? Ta nói là dùng kết hợp với sản phẩm chiết xuất từ thảo dược của Viện Hàn Lâm đó. Đi mua. Ngồi xuống rồi, tôi qua đây trước đi thăm. Sao là tôi nè, tặng cho nè. Ôi trời, ôi. Sản phẩm này được nghiên cứu bởi Viện Hàn Lâm, có chứa hoạt chất S3-Elebosin chiết xuất từ sâm đại hành, giúp giảm đau nè, bớt rát họng nè, giảm ho lông đàm rất tốt, và đặc biệt á là phục hồi và tái tạo niêm mạc họng, chống tái phát hiệu quả khi mình dùng đủ liệu trình đó nghe. Nó còn hay chỗ người lớn thì mình dùng viên uống, còn con nít á nó khó uống thì mình uống siro. Đặc biệt là mua 6 hộp tặng 1 hộp đó. Nhà chị lúc nào cũng để, tại có mấy đứa nhỏ nữa. Dạ. Cái gió trở trời là lúc nào cũng lấy ra sử dụng được hết trơn. Dạ, em cảm ơn chị. Từ giờ về sau là không còn lo cái chuyện là bị ho rồi bị đờm nữa rồi. Đúng rồi. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ đã đến tham dự chương trình và chia sẻ rất nhiều những thông tin khoa học hữu ích ạ. Và chúng tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Heavy Ho đã đồng hành cùng với chương trình. Mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 16:30 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7.